Rồi, hai xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Và hôm nay mình xin tiếp tục làm video clip này để giới thiệu cho các bạn một con cá săn mồi mới mình vừa mới mua nha các bạn. Đây chính là con cá mèo miệng rộng các bạn. Con này size khoảng chừng 2x nữa các bạn. Con này là mình mua của một bạn ở dưới Kiên Giang các bạn. Bạn ấy vừa ship lên cho mình hồi tối hôm qua, thì sáng hôm nay mình vừa mới ra bến xe mình nhận về luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành nước ngâm cá trong hồ trước và sau đó mình sẽ thả bọc ra quay cho các bạn xem nha. Đây các bạn, vô người bán đóng con cá này vô một cái bọc quá to các bạn ơi. Thường mình đóng một cái bọc nhỏ rồi được rồi, bạn ấy đóng cho mình bọc to quá nên để nó hơi chật. Mà không sao, mình sẽ ngâm cá này khoảng 15 phút cho quay nhiệt độ nha. Tại mình đi vận chuyển xa, nhiệt độ môi trường cũng khác nhau nên an toàn nhất là mình phải ngâm cá nha các bạn. 15 minutes later. Rồi đây các bạn, sau khi ngâm cá 15 phút thì mình thả con cá ra các bạn. Đây chính là con mèo miệng rộng các bạn. Thì sẵn đây mình cũng nói với bạn luôn là hôm ở video trước, cái video mà mình qua thăm shop anh Long Vũ á, mình có mua một con cá mèo miệng rộng size tầm khoảng 10 các bạn nhớ không? Thì con cá nó không may thì về nhà mình nuôi được khoảng một tuần nó đi rồi các bạn ơi. Đi rồi bạn. Lý do là tại vì nó ăn con mồi quá to các bạn. Nên sẵn đây mình cũng lưu ý, mình rút kinh nghiệm luôn. Là mình lưu ý là những bạn nào mà cũng đang chơi, đã, đang và cũng sẽ có ý định sẽ chơi cái loại cá mèo miệng rộng này á, các bạn lưu ý là đừng cho nó ăn con mồi quá to các bạn. Cũng đừng nên xem trên YouTube hay là Facebook nhiều quá, cho ăn một con mồi quá lớn, một con mồi mà to bằng ngang với cái người của thân người của nó luôn các bạn. Thì như vậy nó sẽ rất là nguy hiểm, cho nên khi nó ăn vô nó không có tiêu hóa được mà nó không có ói ra được á, thì nó sẽ bị ảnh hưởng hại đến cái phần ruột gan gì của nó bên trong các bạn, rồi sau đó thì nó sẽ lăn đùng ra nó chết luôn các bạn, nên rất là nguy hiểm. Nên các bạn lưu ý là chỉ nên cho nó ăn một con mồi khoảng chừng tối đa là khoảng chừng 1/2 thân người của nó thôi các bạn, đừng cho ăn quá to nha các bạn. Quá to là cũng rất là nhiều người, rất là nhiều người luôn nha các bạn, vì cho nó ăn con mồi quá to nên nó lại chết. Bạn mình cũng có một người cũng chơi con mèo miệng rộng, cũng mua bên Long Vũ cũng size 10 đó các bạn, cũng về sau khoảng chừng 4-5 ngày sau thì nó cũng lên đường các bạn, bởi vì ảnh cho nó ăn một con mồi to quá, nó không có tiêu hóa được các bạn. Rồi thì nó miệng nó rất là rộng, rất là to, rất là ham ăn, bạn thả một con mồi to bằng người nó cũng nuốt luôn các bạn nha. Nên bạn lưu ý chơi con này thì bạn để mà cho nó sống khỏe, sống lâu dài thì bạn nên cho nó ăn con mồi khoảng chừng 1/2 người đó thôi là tốt nhất. Một tuần cho ăn khoảng 2-3 lần thôi các bạn, không cần cho ăn nhiều nha các bạn, không cần phải ngày nào cũng ăn đâu. Đó. Sẵn đây mình cũng nói cho bạn hiểu rõ hơn về dòng này nha. Cá mèo miệng rộng thì còn gọi là Bumblefish, Catfish, Bumblecatfish, thì nó xuất xứ ở Nam Mỹ nha các bạn. Nó ở phân bố ở một trong hai cái nhánh sông gì đó bên Colombia, mình không nhớ tên nhánh sông đó, mà nó bên Nam Mỹ Colombia. Thì loài này là nó là thuộc họ cá da trơn luôn nha các bạn, trên người nó không có vảy, thân hình đen xám, bụng thì màu trắng. Con này thì nó tập tính của nó săn mồi vào ban đêm, ban ngày nó sẽ dành thời gian để mà trốn ẩn nấp dưới mấy hốc đá các bạn. Cho nên bây giờ trong hồ này mình mở đèn thì nó sẽ nằm yên như các bạn, khi mình tắt đèn nó sẽ bơi đi tìm mồi các bạn. Thì con này thị giác của nó rất là kém, nhưng mà nó được cái là nó có mấy cái râu các bạn, nó sẽ đánh hơi con mồi bằng cái râu, bằng cái giác quan chỗ mấy cái râu của nó. Và cái loài này thì nó kích thước tối đa của nó khi trưởng thành là chỉ tầm khoảng 25 đến khoảng gần 30 thôi các bạn. Nó cũng con cá này cũng không có to lắm, nhưng mà nó bù lại được cái miệng nó rất là rộng, nó có thể ăn được con mồi to bằng con người của nó luôn. Nhưng mà như mình đã nói, các bạn lưu ý là tránh cho nó ăn con mồi quá to các bạn, trường hợp nó sẽ không tiêu hóa được, nó sẽ gây hại cho nó, có thể sẽ gây nó chết luôn. Như mình đã từng là chết một con cá mà mình gọn xem một bữa mình mua bên Long Vũ các bạn. Rồi hôm nay khi mà mình mới vừa lấy con cá về nó cũng còn hơi mệt đó các bạn, cho nên mình sẽ quay video clip tới đây thôi, giới thiệu cho các bạn biết là mình vừa mới mua con cá săn mồi thôi. Để video sau mình sẽ làm video clip cho nó ăn con mồi cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.